Giờ sao tao bình luận được trời. Em vô em coi. Em gì nha. Em vô em coi nha. Không lái gì nào à. Đó. Đó là nào bà nội. À bà nội mày hả? Nào hả? Nào. Không lái rồi kìa. Mở đèn chị biết không? Mở đèn là chị mở đâu? Sao có nút đó. Sao lần nè trên này nè dầm lên. Trời đất ơi trời nó mê thằng Sơn bây giờ nó không biết cái gì nữa. Cái nút. Bật lên nó có nút đó bấm vô. Từ từ. Cái gì đục cưng quá qua à. Đâu cái nút nào được? Bên đây đã tới rồi. Bên đây đã tới rồi đây mấy bạn ơi. Bên đây đã tới rồi đây. Hiện tại bây giờ hôm nay là giảm cân gì đâu cho cái hộp đi các bạn. Hôm nay nha cái quần què gì cũng hết. Vườn không nhà trống đến nỗi mà thuốc giảm cân cũng hết. Bán cái quần què gì mà người ta mua từ hôm bữa tới bây giờ. Mày tắt tiếng. Bán cái quần què gì mà người ta mua từ hôm bữa tới bây giờ nó không thèm giao. Mà bây giờ nó cứ đông khách quá chị Hương ơi em không có hàng. Ngày mai mình đi Vũng Tàu. Ngày mốt mình bay. Ngày mai mình đi Vũng Tàu 19 mình về Việt Nam mình lấy hàng. Tại vì hàng đang từ bên Thái chuyển về. 20 là mình bay Thái. 22 là sẽ có hàng đầy đủ cho mọi người nha. Cho cái hộp giảm cân đi. Trời ơi vườn không nhà trong. Chị là chị có cái đây nè. Hôm qua em kia gì mới thấy dưới đây nè. Để đi Nhi ơi giao giảm cân đi bây giờ kìa. Tới cái hộp của mày mà nhân viên chị nó cũng nhai luôn rồi là không còn hộp giảm cân để đưa lên luôn nha mấy bạn. Ốm nhôm ốm nhách luôn là nhờ Đặng Yến Nhi nha mấy bạn. Chị Hà ơi. Em lại quên rồi tính nay nay giao qua chị mai em giao thôi mày ơi. Đợi mày giao là tao bóc phốt luôn rồi. Em ơi tỷ phú mà bán bùa ngải là cái gì em. Em dùng từ em dùng cho đúng nha em. Bên chị là những cái phép này mình thỉnh chứ mình không có bán nha. Mấy bạn đừng nói như vậy. Nhớ chị ghê Hà Minh Nguyễn em dùng sáp hồ ly với lại dầu yêu sao rồi. Hiện tại bên chị bây giờ là trái hàng sạch sẽ rồi. Không còn cái gì hết. Sáp lô đề trái tất cả mọi hàng mặt hàng trái. Đề nghị mọi người đừng liên hệ dí hàng nữa. Tại vì đã hết rồi. Bây giờ chỉ còn có son nói chuyện dành cho những bạn mua bán hàng online và combo vàng thôi. Combo vàng còn có 50 phần nữa thôi nha. Nghệ không có em ơi. Có chị được không em? Sao? Chừng nào chị qua không có đẹp chị thấy mất em luôn là chị hiểu rồi đó. Vô uống gì vậy ba? Nãy có thằng nào nó ở trên Lâm Đồng nó muốn theo em. Chị Hương xinh quá. Cái tự nhiên là đây nó kiếm tự nhiên phút đuổi người ta về chị không chịu cho người ta lại. Có bộ học hành nha Linh Mon ơi. Bộ học hành giá 500 nha. Nhưng kêu nó vô phòng nào. Vô phòng chị ba. Mấy bạn Linh kiếm Mon muốn coi. Mua bộ học hành thì để lại số điện thoại nha. Nhân viên sẽ chốt nha. Sống ai dẹp mỗi lần chị là chị dẹp trên này mà mỗi lần cái Hà Minh Nguyễn khi nào về sáp làm ăn đi chị. Sáp làm ăn 22 có em ơi. Hiện tại bây giờ chị trái hàng rồi. Son này hả? Bây giờ chị sẽ mở nha. Mua rồi. Ý trời muốn cứ nghỉ học. Nghỉ học đi. Đừng đi học nữa. Trời không thương trời không có muốn cho đi học. Trời thích cưng bán hàng phụ chị. Nè mở xong chị rồi. Chị ơi sáp đôi bạn xài sao vậy chị? Chị bây giờ nha mấy bạn. Son đẹp hả em? Trời ơi son mà chị sử dụng dĩ nhiên phải đẹp rồi em. Trong duy nhất ngày hôm nay nha. Ôi à, mày biết rồi sao vậy? Trời cô đào ơi, cô đào ra em đi cô đào ơi. Trời ơi, chị giảm chiếm đi, giảm chiếm đi bọn em hồ. Mà nó rớt cái nắp đâu rồi. Rồi rồi, cô đào ơi, cô đào ơi, cô đào ơi. Rồi, em ơi, nó thương em rồi, thương em. Bây giờ nha mấy bạn, duy nhất nhân viên tư vấn. Em không hiểu gì hết. Em ơi, em gì bắt nhật. Nếu như em cảm thấy mà nhân viên chị á, tư vấn không tận tình mà em không, bây giờ em cho chị like coi. Bây giờ em cảm thấy nhân viên chị tư vấn không tận tình đúng không? Thì thôi, nếu mà em mua hàng em cần bên chị phát lộc. Mà nếu em khó khăn quá thì thôi trên đây ha. Em qua bạn khác thỉnh giùm chị ha. Chắc là do bên chị cái tiêu chuẩn quốc tế bên chị không có đủ phục vụ em.
cho nên em đi kiếm những người khác mà nó phục vụ theo cái tiêu chuẩn Việt Nam. Em mua hàng giùm chị nha. Chị đào mở cái máy lạnh lớn lên một nốt hay nó. Không có bùa biên đề, chỉ có sáp biên đề. Sáp biên đề giá là 1,5 triệu. Hiện tại đang bị cháy hàng rồi mấy má ơi. Hết hàng sạch sẽ rồi. Không còn cái quần què gì hết. Còn giảm cân mình không có bán nha mấy bạn. Mấy bạn muốn mua giảm cân liên hệ với lại Facebook Đặng Yến Nhi. Hiện tại bây giờ còn có cái hộp vỏ hộp mà cũng mất rồi Nhi ơi. Giao dùm chị mấy hộp giảm cân đi, không còn một cái hộp nào luôn. Mấy bạn nhiều người nói mình ốm nhưng mà do là mình dùng giảm cân của Đặng Yến Nhi cho nên mình mới ốm nha. Mấy bạn chia sẻ livestream mạnh mạnh lên giùm mình, mấy bạn chia sẻ càng nhiều. Xong thơm chị em mở nắp xong. Bắp Nhật ơi, em chút nữa em nhắn tin qua số điện thoại 0908831837. Nhắn qua điện thoại chị sẽ là người tư vấn trực tiếp cho em nha. Tại vì chị tưởng là nếu em chưa mua hàng bên chị thì em có thể là nếu mà cảm thấy nhân viên chị tư vấn không nhiều thì có thể liên hệ với chị. Còn nếu đã mua hàng rồi muốn tư vấn cách sử dụng thì liên hệ với chị sẽ trực tiếp tư vấn cho em. Đây set son này nha mấy bạn, 700k. Và chỉ duy nhất ở trong live ngày hôm nay, bạn nào mua son sẽ được sơn tên miễn phí. Và mình đây là son ăn nói dành cho những bạn bán online hay là cái gì đó nha. Và mình nói luôn, giảm cân mình không có bán. Rất nhiều bạn hỏi mình bí quyết về giảm cân. Cây son lúc nãy của chị là cây son này nè em, chị đang cầm nha. Cây son số 9 nhưng mà son này đặc biệt không bán lẻ nha. Thôi bán lẻ luôn, chơi lớn luôn. Một cây là 100 ngàn nha. Bạn nào mua thì lấy nha. Một cây là 100 ngàn, vỏ son rất là đẹp nha các bạn. Son lúc nãy chị sử dụng là cây này nè. Còn giảm cân mọi người muốn ơi, mọi người nào muốn ốm, muốn đẹp, muốn cái quần què khí độ gì đó. Đây là bộ học hành nha. Bộ học hành giá 500 nha mọi người. Nè. Bộ học hành nè. Mẹ sẽ giúp mọi người học hành giỏi nha. Đây, cây son chị sử dụng, son rất là đẹp và cây rất là đẹp luôn nha. Hàng chị lộ là hàng tuyển không nha. Không có phải hàng bậy bạ nha. Son này là son có thương hiệu đàng hoàng nha. Khi nào có vòng tình duyên vậy chị ơi? Vòng tình duyên chưa có em ơi. Vòng tình duyên tầm 10 ngày nữa mới về. Tại vì thầy phải trì chú. Son, son bán lẻ chạm đáy nỗi đau, đưa lại số điện thoại nha. Không có giảm cân mà chị đợi cái hộp giảm cân bữa nằm chị rất là phút. Chị đi Vũng Tàu. Chiều mấy giờ? Không có chịu dẹp vô, cứ để hoài. Có bùa đi làm có luôn nha bạn ơi. Hẹn khách 19 tây đi, chiều 2 giờ đi. Bùa, học hành sử dụng tốt không chị? Tốt nha em ơi, Yến Nhi. Như cha của mẹ. Bùa học xài sao chị? Khi mà em nhận hàng là sẽ có hướng trời dẫn. Trời ơi, thôi đi đâu mẹ, không gì đâu, rồi với mấy mẹ cái đó kêu à. Sáp buôn bán bên mình hiện tại là hết hàng rồi. Và cho em một cây màu giống chị nhà đó, số điện thoại cậu qua. Một cây 100 ngàn ship 50 nha em. Chị hôm nay là chị chỉ còn cái combo vàng thôi. Thỉnh combo vàng được tặng phép gỗ nha chị. Sáp buôn bán bao nhiêu vị hương? Sáp buôn bán là 1,7 triệu nhưng mà hiện tại hết hàng rồi. Ai bấm cái này mà kỳ quá trời luôn. Chị đi Vũng Tàu hả? Mai chị về nhà chồng chị. Có vú thì phải khoe thôi em. Thương mê. Đây nha. Em gọi là chạm đến nỗi đau em đang inbox á. Cái gì? Em đang chat Zalo. Bùa làm ăn buôn bán thì giá là 1,6 triệu nha bạn ơi. Thuốc nở ngực có nha em, mà chị là kem thoa nở ngực chứ không phải thuốc. Nhưng mà hiện tại là bây giờ bị cháy hàng rồi. 22 tây chị đi qua, 20 chị đi qua Thái thì 22 mới có hàng lại nha. Hiện tại bây giờ bị cháy hàng rồi. Chị đưa lên màu son gần em coi với chị. Son cực đẹp luôn nha, màu lì nữa. Kem thoa nở ngực bao nhiêu vậy chị? Kem thoa nở ngực 370 nha. Em làm công ty nhân viên thì nói chung đêm cô đơn một mình em đếm sao chơi nhờ anh nhờ lúc ta gửi em nhau. Là nhân viên tư vấn bán hàng online nhưng không có khách thì thỉnh khách nào chị cho em thỉnh cho chị combo vàng nha em, giá là 1,6 triệu nha. Giờ phi cơ đưa em về nơi xa cái chân trời cứ đi anh đến lúc buồn. Mỹ phẩm Anh Thư gửi cái gì vậy em? Tự nhiên em lên em hỏi chị gửi cho em chưa, ông nội chị cũng biết chị gửi cái gì nữa. Bộ buôn bán online bán đồ tại nhà xài cái nào ok chị? Của Anh Thư gửi rồi.
Nguyễn Khương có bạn hàng làm cho cậu bé to dài có nha bạn, bạn liên hệ với mình nha, mình sẽ bán cho bạn nha. Bạn biết bả chó không? Bạn uống cái đó vô là bảo đảm khi mà bạn giật lên đó nha là nó sẽ cương cứng, nó dài ra luôn, không cần phải dùng thuốc gì hết nha bạn. Bạn mua bảo chó. Ủa lộn, bạn mua bả chị chó. Chị cho hàng cho em rồi nha Minh Thư ơi. Gì vậy lạnh hả? Chị có bán thuốc giảm cân không chị? Chị không có bán nha, bên chị Đặng Yến Nhi bán nha em ơi. Có bán xong lẻ nha Mimi. Cô ơi, lấy cho con cây son màu giống cô nha cô kìa. 0120 chị. Là ai vậy? Có điện thoại này chị chốt hẹn. 0120 630 hỏi chị đặt cây 1 số 9 được không? Thấy chị giống cô giáo Thảo không mấy đứa? Tố Lý. Khi mà mình ốm này nha, trong cuộc sống mình nha mấy bạn. Khi mấy bạn ốm lại mấy bạn có biết không? Xương quai xanh nó nở lồ lộ ra. Có rất là Ngọc trong đá ơi, xét son là 750 nha chị. Đây nha, 70.000 một cây, sale mạnh luôn. Đó. Này, bạn nào mua son này màu rất là đẹp, mình test lên tay thử. Bé qua tháo cho chị mấy màu son, chị test lên tay thử. 70.000 một cây son nha. Mình nói nha bạn, son hả em, son này tất cả đều đã được chị chú rồi. Nó có công dụng là son nói chuyện. Còn mấy bạn mà muốn đẹp á, mấy bạn phải ốm, mấy bạn hiểu không? Nhưng mà mình nói thiệt nha, cái gì mình cũng có bán hết. Nhưng mà mình đi qua Thái rồi, nhưng mà mình không tìm được cái giảm cân nào mà nó ưng ý hơn giảm cân của Đặng Yến Nhi, cho nên là mình mới không bán giảm cân, mấy bạn hiểu không? Chị giao hàng cho em rồi nha Trúc Linh. Chứ chị thật sự nha, chị gặp rất nhiều, nhỏ nhỏ thôi cho chị like có được không? Chị gặp rất là nhiều mặt hàng giảm cân ở bên Thái luôn á, nhưng mà mình đã test qua rất nhiều loại rồi. Mình nhiều khi cũng muốn bỏ Đặng Yến Nhi lắm, mấy bạn biết sao không? Đủ má nó bán hàng cái quần què gì mà đặt hàng ha, đặt 2 tuần lễ chưa nhận được thuốc mà nó lúc nào nó cũng chị ơi em ưu tiên cho chị, tại vì chị đẹp, tại vì vú chị bự cho nên em ưu tiên cho chị, mà đủ má đéo bao giờ nhận được son hết á. Giờ gặp vậy đi mình có ân ý nổi không mà muốn bỏ nó lắm, nhưng mà mấy bạn biết sao không, đi với lại không tìm được một cái màu son nào ân ý hơn của nó, làm sao mà ấy được. Son kem chị đang test. Son này 70.000 một cây nha, đỏ gạch đỏ gì cũng có, đỏ quần què, đỏ máu. Có đủ màu hết nha, Trần Thị Bích Vân. Màu gì cũng được nha, 70.000 một cây thôi nha, chị 70.000 một cây, nhưng mà duy nhất ở line này thôi nha. 2 cây mình giao hàng 70.000 một cây nha. Bếp 5 vòng còn nha, Khen Châu giá 700 nha bạn ơi. Có màu đỏ cam luôn nha, ba heo. Set son là 24 cây nha bạn, nếu bạn mua set luôn là giá 750 một set nha. 24 cây. Duy nhất ở livestream này mình sale mạnh là còn này làm rồi mà không? Hộ khẩu chứng minh bằng lái đầy đủ. Có cần cọc tiền thì em cọc cho anh luôn cũng được. Thuốc giảm cân thì bao nhiêu tuổi trở lên? Giảm cân là từ 15 tuổi trở lên sử dụng được nha. Mà bên của Đặng Yến Nhi, anh vô phòng nói chuyện đi anh. Xong rồi giá 70.000 một cây nha. Nếu mua một set 24 cây thì là 750 một set nha bạn ơi. Có son màu áo chị không chị? Có luôn nha Khen Châu. Rồi má son này đẹp thì chị tiếc lắm luôn á, chị đợi để chị xài nha. Em mở son màu áo chị có luôn, cái quần què gì cũng có hết. Bây giờ là cái gì cũng có, nhưng mà chỉ có thuốc giảm cân là hết thôi. Giàu mà bán son. Ủa giàu là không bán son hả? Bạn ơi, mình giàu mình bán son đâu có sao bạn. Chừng nào mình giàu mà mình khui mã mẹ của bạn lên mình bán á, ví dụ như cái mã mẹ bạn đang dùng đó, mình lật cái mã mẹ bạn lên mình bán á, thì nhiều khi bạn nói, bạn hiểu không, mình đã cố gắng mình hiền rồi, thông cảm đi em, giảm cân cháy khét rạc mấy nay rồi, không có thông cảm cái quần què gì nữa hết. Mấy bạn chia sẻ livestream này mạnh mạnh đi để mình bóc phốt một cây đỏ gạch đi, chế sách quá. Trần Thị Bích Vân, em đưa cho chị số điện thoại, mình bóc phốt Đặng Yến Nhi nha. Mấy bạn chia sẻ mạnh lên nha, tất cả những ai chia sẻ livestream này của chị trên 50 hội nhóm chụp hình gửi qua cho chị, tặng mỗi người một cái cạc 50.000 nha. Trời ơi son đẹp quá chị ơi. Tất cả những ai chia sẻ livestream này của chị chụp hình gửi qua nha. Một cây hả bạn ơi, một cây ship luôn bạn ơi, thôi đủ má hai cây đi, hai cây ship nha. Một son này 70.000 nha, màu son chị đang test trên tay là một son 70.000 nha. 0935346146. Còn son này á thì là 100.000 một cây nha. Son này 100.000 một cây, còn son chị đang test trên tay sale mạnh luôn nha. Lâm Văn Hoàng có bạn, mình có bán cu giả luôn. Cu giả là ngày xưa má bạn mua, má bạn chơi cho nên là mới đẻ ra bạn, bạn hiểu không? Cho nên là chị có bán cu giả luôn. Giá cu giả muốn mua chuyển khoản cho chị, bán rẻ vừa bán vừa tặng vừa cho luôn nha. Mình ơi, có 7 số điện thoại trên Facebook đó em. Chị có xếp tới Sóc Trăng không? Chị có xếp tới qua Mỹ luôn em ạ. Chị không có xếp Sóc Trăng đâu nè, mà chị xếp qua tới tận Mỹ luôn đó nè.
Bạn nào chia sẻ trên 50 hội nhóm chụp hình gửi qua cho mình nha. Tại vì mình nha. Cho em xem cu giả. Em ơi muốn xem cu giả inbox điên cho má em. Tại vì má em bà là người bán cu giả số lượng khủng. Cho nên em muốn xem cu giả, em liên hệ với má em nha. Trong đêm cô đơn một mình em đêm sao trời nhờ anh nhờ lúc ta cùng nhau. Hôm nay bị khang tiếng rồi. Mấy bạn ơi, hãy chia sẻ like đi. Vợ giúp ơi, để lại số điện thoại nha. Mấy bạn ơi, hãy chia sẻ like đi. Chia sẻ like mạnh lên. Mấy bạn chia sẻ mạnh lên để mà bu vô đây xem. Tại vì bữa nay với ngày mai mình like bữa nay. Mình chỉ like hôm nay nữa thôi. Ngày mai là mình off like, mình không có like nữa. Tại vì biết sao không? Tại vì like xuyên suốt. Bây giờ là tắt tiếng rồi. Cho nên ngày mai đéo có like nữa. Để lại số điện thoại lại nha bạn ơi. Chỉ duy nhất trong like ngày hôm nay nha. Son mình đang cầm bên tay giá là 70.000, cây này là 100 nha. Cây son này 100, cây son này 70.000 nha. Cây bên tay phải là cây này là 70, cây này 100 nha. Bạn nào muốn mua để lại số điện thoại nhanh. Và sale mạnh vừa bán vừa cho chỉ duy nhất trong cái livestream ngày hôm nay nha. Trần Trang ơi, quốc lộ 50 xã Bình Hưng huyện Bình Chánh, cho lại số điện thoại nha bạn. Nè, xé son sale tiếp nè, bé qua lấy dây dương xé này rồi. Sale tiếp xé đó luôn. Đó, ừ mở ra. Đó, chưa mà ở đây chưa có cưng. Lấy xét nào để cho chị xem thôi. Mở cái cho chị. Nè mấy bạn coi cây son bên mình nè, rất là đẹp nha. Cây son này. Ở đây là khu phố 4 ở ngoài phải không? Cây son này nha. Giá vừa bán vừa cho luôn, 100.000 một cây nha. Son LV nha, rất là đẹp luôn nha. Ship Quảng Bình 50 bạn ơi. Thuốc giảm cân, giảm được từ 5 tới 12kg tùy theo liệu trình nha. Tất cả những ai muốn sử dụng thuốc giảm cân của Đặng Yến Nhi thì làm ơn có thể nhắn tin cho Đặng Yến Nhi. Nếu như mà bên Nhi đông khách quá không có trả lời, không bạn ơi. Mắt kiến này không có chồng bạn, chỉ để nhìn đời thôi chứ không có chồng đâu mà mấy bạn mua làm cái quần què gì. Mình không có bán nha. Kiến này là mình được cho, được tặng nè, nó đéo có chồng đâu mấy bạn thấy không? Mắt kiến không chồng nha, giống như người ta thường lấy em cây son 70 để cho số điện thoại luôn nha. Nguyễn Tâm ba heo. Nguyễn Tâm ba heo rồi nha. Nhà em có nuôi ba con heo hả Nguyễn Tâm? Ship Long An là 50 và mình nói luôn nha. Chỉ duy nhớ cái livestream này thôi. Mọi người chia sẻ nhanh lên để mà bu vô đây coi nha. Bu vô đông lên cho nó vui. Tại vì duy nhất ở cái livestream này, hết cái livestream này chị sẽ không có like nữa. Chị sẽ off vài ngày tại vì chị khan tiếng. Chị mệt chết mẹ rồi. Mua hai có được miễn ship không? Không em ơi. Son vừa bán vừa cho, bây giờ em mua 50 cây chị cũng đéo có phi ship đâu em ơi. Trần Trang ơi, ship 50 nó là tổng cộng 190 nha. Bạn đặt hai cây son mình chốt hàng cho bạn rồi. Không nha. Có like, không có phi ship nha. Mấy bạn nhắn tin được làm ơn được có hỏi giùm mình là phi ship nha. Và đặc biệt nha, đồ tâm linh ở bên mình nha mấy bạn. Tất cả đồ tâm linh ở bên mình á là đang cháy hàng, đéo có hàng để bán. Cho nên là đừng có má nào nhắn tin trả giá giùm một cái nha. Tại vì mấy bạn biết sao không? Nhắn tin với mình á, cả ngàn cái tin nhắn, lấy cả ngàn cái tin nhắn được mình trả lời, đó là một cái vinh hạnh của mấy bạn rồi. Mấy bạn mà trả giá một cái hả, uổng công mình mà lóc mấy bạn cái gọi là suốt cuộc đời mấy bạn cũng không gặp lại được mình đâu. Tại vì cái danh sách lóc của mình á, cả ngàn người lận lóc một cái gọi là đéo biết bao giờ mới được gặp lại nhau đâu nha mấy bạn. Trong cuộc đời này nha mấy bạn, giữa 7 tiếng người mà mình gặp được nhau là khó khăn lắm, cho nên đừng để hung lóc nha. Thanh Nguyễn ơi, lấy 10 cây để lại số điện thoại nha bạn ơi. Thanh Nguyễn ơi, lấy 10 cây chị tặng cho một hũ mát 750 luôn nha. 650 nha em. Thanh Nguyễn ơi, chị tặng cho một hũ mát nha. Đại gia mà đi bán son mấy chục. Em ơi, Phương Anh, chị bán son mấy chục, chị nào chị dở cái mã mà em ra chị đem lên chị bán thì em hãy nói hiểu không? Chứ chị không có bán em hiểu không? Chị bán vậy chứ chị cũng không có giống má em mà dắt em đi bán chinh em hiểu không? Đủ má nghiệp chướng thì chứ đã, mình nói là mình like bữa cuối rồi. Không có nói chuyện nổi nữa, bữa nay bị khen tiếng bị đau cổ họng. Ê, mày không cho trái dừa đau cổ họng thiệt. Chị đốt chốt cho hả hay đâu chị. Đau cổ họng thiệt. Không, nhưng mà chú đường mua trái dừa cũng thôi chạy qua bờ sông hết sao. Mình bị đau cổ họng nha mấy bạn. Cho nên mình live stream là để mình nói chuyện chơi thôi nha. Đây nha mấy bạn, son 70.000 trên tay mình đang rất là nhiều màu nha. Đồng xoài là 50 luôn nha chị Hoàng ơi. Son 70.000 một cây nha. Và son này đặc biệt là son hàng Thái, bao lì bao gì nha. Đặc biệt son bên mình là theo tiêu chuẩn lựa không chơi. Và mình nói lại một lần nữa nha, tất cả những ai muốn giảm cân liên hệ với lại Facebook Đặng Yến Nhi. Mấy bạn nào đang coi like của Hương vui lòng nhấn theo dõi Facebook Đặng Yến Nhi giùm. Lấy em một cây 70, một cây 100, một cây LV. Mấy bạn ơi nhấn theo dõi Facebook Đặng Yến Nhi giùm mình nha. Chị Đào, chạy ra mua cạc giùm em đi. Matalan vợ giúp cơ em để lại số điện thoại nha. Màu son đầu tiên chị Tô hả? Chị ơi đưa cái tay của chị lên rồi. Lên không? Đâu màu son có rồi không? Màu đỏ. Mua nhiêu cái?
Em wow. ơi để lại số điện thoại nha, ai lấy son để lại số điện thoại nha, nhân viên sẽ chốt hàng. Em ơi Trần Thị Bích Vân ơi, son 70k, nói chung là son ở đây tất cả nhiều khi mà chị bán qua cho mọi người là chị đều có ấn phép hết rồi. Phép ở đây là cái gì? Nghĩa là chị sên, khi mà mình sên vậy son bên thỉnh mình chị về. Cái gì? Nó sẽ giúp cho mọi người nha, nói chuyện đâu được nha. Em ơi em hỏi nốt ruồi ngay giữa má giống như em hỏi chim em mọc cộng lông có nên cạo không vậy đó. Tại vì chị đâu có thấy được cái nốt ruồi, chị đâu có biết cái má em chỗ nào. Em hỏi vậy chẳng khác nào em hỏi là Hương ơi chim em có cộng lông có nên cấy thêm không vậy. Em muốn biết thì em phải qua bên chị, tại vì chị sẽ coi sẽ đo đạt kích thước mới biết được có nên để hay không nha. Son 70.000 nó đang rất là khan hàng nha mấy bạn. Bạn nào lấy thì inbox nhanh nha, chỉ 70.000 một cây. Còn mình nói lại một lần nữa, ai mua giảm cân mà nhắn tin cho con quỷ Đặng Yến Nhi nó không trả lời đó thì mọi người liên hệ với chị nha. Liên hệ với chị để chị test cho luôn nha. Chị sẽ bắt nó giao thuốc giảm cân ra. Trong tối hôm nay mà nó không giao thuốc giảm cân qua cho chị là chị dí qua tới nhà nó liền nha mấy bạn. Địa chỉ nhà nó là chị biết rồi. Chỉ bây giờ chị cho cưng đúng 1 tiếng 30 phút nha Nhi. 1 tiếng 30 phút không nhiều, không hơn không kém nha. Làm sao vòng 1 đẹp như Hương hả bạn? Hiện tại vòng 1 mình mấy bạn nhìn nha, mình không có mặc áo ngực luôn nha, không có nói xạo đâu nè. Vòng 1 mình đẹp là tại vì do mình sử dụng kem nở ngực, bên mình có bán 370 nhưng mà hiện tại đang hết hàng rồi. Chị ơi bán son đi, họ nói gì kệ họ, không được em. Chị bán chửi quen rồi em ơi, đủ mắt lên đây cho nó chửi, đâu phải ở đợi cho tụi nó đâu. Tại sao son nghĩ vậy chị, vừa bán hả? Thôi gọi mua đi. Vừa bán vừa cho nha, tất cả những ai sale lên 50 họ nhớ. Giờ thì em đã biết tại sao chị Hương thành đạt rồi. Trần Thị Bích Phương, miệng lưỡi quá thương quá, giảm cân bao nhiêu vậy chị? Em ơi, khi mà muốn tư vấn giảm cân thì phải trả lời cho chị 2 câu hỏi nha. Cái thứ nhất là em đã dùng qua mặt hàng giảm cân nào rồi, và cái thứ hai là em đã xuống, em muốn xuống bao nhiêu ký. Chị với bạn nào muốn chị tư vấn về giảm cân phải trả lời qua cho chị 2 câu hỏi đó. Mọi người nào đó liên hệ với Nhi không được có thể nhắn tin cho chị sẽ tư vấn cho mọi người luôn nha. Hoặc là chị có thể giúp mọi người là tan nhớ, tạo nhớ cái quần què gì đó không biết, nhưng mà chị sẽ tan con quỷ Đặng Yến Nhi vô để nó cho nó trả lời, tại vì nó rất là sợ chị đốt nhà nó. Mọi người từng thấy chị đốt xe rồi đúng không? Nhi ơi, chị cho em đúng 1 tiếng 50 phút. Một tiếng 30 phút, không có cho mày hơn mày. 1 tiếng 30 phút nha. Giảm cân mà không qua tới nhà chị là giảm cân của em trái trong đêm nay nha Nhi. Bạn nào lấy son thì để lại số điện thoại nha. Chị không cần biết giảm cân của em á nha Nhi. Bán nổi tiếng cho ca sĩ diễn viên sau đó, nhưng mà trong đêm nay chị không nhận. Trời ơi mấy ba mấy má ơi, làm ơn đừng có điện thoại giùm con đang like, nghiệp lắm nha, nghiệp chướng nha. Tên thật của chị là Hồ Xuân Hương đúng không chị? Tâm nhỏ em đừng điều tra tên chị, điều tra tên chị làm gì vậy má? Chưa sử dụng giảm cân giảm 10kg, 2 cây 1 đỏ cam 1 che ghi 5-7. Trời mấy má ơi, nói chung là mấy má muốn, mấy má muốn mua son mua cái quần què gì nha, giảm cân giảm quần què gì đó, mấy má để lại comment mà má nhắn tin cho con này, hoặc để lại comment là để lại số điện thoại mà mua son nha. Bên mình nhân viên sẽ shop nha mấy bạn ơi. Ship ở tỉnh Quan Tâm đồng giá ship là 50 nha. Bên giảm cân Đặng Yến Nhi chị không có bán thuốc giảm cân, nhưng mà tất cả những bạn nào có nhu cầu về giảm cân muốn ốm mà lòi quay xanh mà vú nó vẫn còn căng bóng giống như chị vậy nè, nó là ốm vậy nè không, nhưng mà vòng 1, vòng 3 vẫn không giảm thì liên hệ với chị sẽ mua giùm cho giảm cân. Không phải là chị mua nữa mà là chị sẽ tạo nhóm tan cái má và chùm giảm cân nó quăng vô cho mọi người, hiểu không, để mọi người có thể mua được giảm cân. Giảm cân chứ không phải giảm cứng, giảm xong rồi cứng chết mẹ luôn. Có việc gì cho em làm không? Không em ơi, chị không có việc gì cho em làm nha. Và mình nói luôn nha, hôm nay mọi người vô trong cái livestream này chơi với Hương đi, tại vì chị duy nhất ở livestream này thôi. Ngày mai mình đi về Vũng Tàu rồi, mình không có livestream nữa nha mấy bạn. Dịch vú ra coi có teo không Hương? Không hề nha Nhi. Vú dùng giảm cân chứ vú vẫn căng như ngày nào nha. Đang uống áo vú mà vú nó vẫn bự nè, thấy không? Và bên Nhi nha mấy bạn, bán thuốc tăng cân, bán thuốc giảm cân. Mày đủ má mày không lo, mày giao giảm cân cho tao đi. Mày ngồi đó mày cứ lo mày coi vú. Giao giảm cân nhanh lên cho chị Nhi ơi. Còn mình nói nha, dế màng mình biết mà, má bạn sầu lồn không có lương, cho nên bạn mới bị chịch dạo mới đẻ ra bạn, cho nên về bạn lên mà comment dạo đau cuốn họng quá trời. Nhưng mà chỉ duy nhất like ngày hôm nay thôi nha. Chị đâu mua kẹt mobi đi 10 cái 50. Bây giờ mình sẽ đi mua kẹt nha mấy bạn, chia sẻ livestream đi, đúng 1.000 người coi sẽ tặng kẹt miễn phí cho mọi người nha. Và duy nhất ở cái livestream nha mọi người, chỉ có Hương là dám chơi dám làm thôi. Chị hết nhận người rồi em, tại vì nhân viên bên chị full rồi. Mọi người chia sẻ livestream ra đi, nhấn theo dõi Facebook Đặng Yến Nhi giùm chị. He he chị Nhi ơi, bả ăn giảm cân miết luôn á chị. Đúng rồi em ơi, con chị hiền má thì chị tức thiệt chứ. Lần này chị qua Thái nha mấy bạn. Nhất định á. Rồi
lần này chị qua Thái nha, nhất định chị phải kiếm cho bằng đồ giảm cân khác để mà chị thay thế giảm cân của Đặng Yến Nhi, chứ bây giờ nó không có giao cho chị rất là bực mình nha mấy bạn. Inbox rồi đúng không? Kệ, chụp lại cái phép bát cho chị đi, thấy không? Em cảm ơn chị nhiều nha. Từ khi em lên chị cải phượng, em gặp được nhiều may mắn và cảm ơn Hương nhiều nha. I love you. Chị ơi, cho em xem xét son em ơi. Thấy phép bát rồi, phép bòn. Thấy chị này, chị coi đi đôi xét son người ta còn. Xét son này rất là đẹp nha. Cái màu giống màu áo chị Hương đúng không? Rồi Thảo Lê ơi, cho em biết xả gì vậy chị ơi? Phường gì chị ơi? Son là chị có 70.000 một cây thôi nha. Số nhà 84. Không ai chọc chị hết em. Đủ má có thuốc giảm cân điên lên chửi chơi vậy chứ ai đâu chọc chị em. Em nghĩ cái miệng chị giống như hung dữ như quỷ, ai mà chọc chị. Nhiều khi mà đi ra đường em biết không, nó chưa kịp chọc chị nữa là chị chửi nó thấy mẹ nó rồi, không có kịp chọc chị đâu em. Cây 72 cây là 140 ship 50 nha chị ơi. Em ơi, Thanh Nguyễn bên chị son mắc nhất chị có 120.000 một cây thôi. Em lấy 10 cây mắc tiền nhất em Thanh Nguyễn ơi, để chị kêu nhân viên gọi cho em nha. Hôm nay anh Khôi bị trúng gió nằm ở nhà rồi em ơi, cho nên không có anh Khôi, hôm nay chỉ có một mình chị thôi nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream đi nha, tại vì chị không bán son của bên đó nha em ơi. Chị không có ăn gì hết em, chị chỉ uống giảm cân với lại ăn cơm bình thường thôi. Biết tại sao vú chị bự không? Tại vì từ khi chị ốm là cái vú nó mới lộ ra. Nhưng mà đặc biệt nha, cái giảm cân bên em mà chị thích nhất á, là tại vì uống vô mà đủ má cái vú nó không có bự. Nó nói mà chồng mình còn hỏi nó chỗ sao em mớm, chỗ nào em cũng mớm á, mà vú với đất em nó bự hoài vậy. Còn bù buôn bán không? Hiện tại bây giờ bên chị chỉ còn cơm bù vàng thôi. Tất cả mặt hàng còn lại là trái sáp thẻ nha. Cơm bù hồ ly trái, sáp năm dòng trái, gì nữa ta, này là gì ta? Lá bồ đề còn 10 lá. À, sáp đỏ đen còn 10 hào, còn bao nhiêu là trái hết mẹ rồi. Mọi người ơi, má khen tiếng. Mọi người ơi, nói giỡn thôi, mọi người đừng có bắt nói nữa. Chị không có còn cái gì để bán đâu em. Em ơi, em muốn mua dòng phong thủy hả? Chị nhớ không lầm là bên chị hết dòng phong thủy rồi. Chị ơi, sáp đôi vàng của chị thật là tuyệt vời. Cảm ơn em, giống như là mọi người có hiểu không? Chị đi tới đâu, chị làm về cái gì đó là danh tiếng chị đi khắp nơi. Cũng giống như là mọi người có hiểu không? Cherry hàng. Chị nói nha, chị combo hồ ly hết hàng rồi bạn ơi. Đừng hỏi nữa, tại vì không còn hàng để bán nữa. Tắt like luôn bây giờ. Khách em comment tá lả hỏi bùa chị bán cho em cái gì mà bán dữ. Đó, tại vì bây giờ chị hết rồi Nhi ơi. Khách cưng comment đúng không? Cưng trả lời là chị Hương bán nghỉ bán rồi. Tại vì bây giờ không còn cái gì nữa hết. Mà Nhi ơi, em đừng có giả điên giùm chị nha Nhi. Em làm ơn em giao giảm cân cho chị. Thảo Lê ơi, phường gì vậy bạn ơi? 57 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, phường gì vậy bạn? Em ơi, giống như chị nói với em nha. Bây giờ thí dụ như em chịch đúng không? Em chịch mỗi đêm, mỗi lần em chịch xong cái đầu em quan hệ là em có bầu. Thì bây giờ em cứ nghĩ đi, khi em quan hệ chịch đúng không? Em uống thuốc ngừa thai thì nó sẽ không dính bầu. Rồi tự nhiên bây giờ em vẫn chịch mà em không uống thuốc ngừa thai, em có dính bầu không? Cũng giống như là cái câu hỏi mà em hỏi là ngưng thuốc giảm cân á mà có bị không? Chị nói luôn nha, em ngưng thuốc giảm cân, em phải ăn uống điều độ, nghĩa là mình ăn uống theo một chế độ rất là hợp lý. Còn đủ má đó, em ngưng uống giảm cân mà em ăn đủ má ăn giống như là tào lao quý lao vậy, em nghĩ làm sao mà nó không tăng cân cho lợ được. Thanh Nguyễn ơi, cho số điện thoại gì mà gọi ra người. Từ ngày thấy mình lon qua cuộc đời mình tốt rồi đó. Phường Nguyễn Nghiêm hả chị? Phường Nguyễn Nghiêm hả? Bye bye anh nha. Trần Thị Hồng Yến khách em. Trần Thị Hồng Yến đâu rồi? Phường Nguyễn Nguyên hả chị Thảo Nguyên? Em ơi, bù mua may bán đắt là cơm bù vàng giá là 1.6 triệu nha. Còn lại những mặt hàng khác chị trái từ A tới Á luôn. Không phải là mình chậm nhưng mà mình công nhận nha. Tại cái khu miền Nam này mình là đứa bán hàng mà bán cái phép mà mát tay nhất. Bây giờ nha, 50 cái cạc Mobi. Mình sẽ cào và mình đọc mã số nha mấy bạn, bấm nhanh tay giùm mình xe nha. Xe ra đi, chị Hương tặng cạc nè mọi người ơi. Chị đọc mọi người bấm nha. Ai trúng ai nạp được inbox. Đây nha. Chị đọc nha. 0557 thôi đụng á tao bấm cho mày sao tao cho tụi bay nè. Bấm đi cho coi đi em ơi. Comment vô đi. Thôi comment vô chị. Comment vô hả? Đọc đi mày bấm cho. Giờ tụi nó tự bấm đi, để tụi nó nói mình sao. Để tụi nó nói mình ăn gian. Mọi người nạp được bấm vô nha. Ai nạp được ấy. Ấy mới đời đâu. Ai mà không nói lên là đừng có không có cái thứ hai. Vậy sao biết được đứa. Mấy bạn nạp đi nè. Đâu có biết. Thôi bé bé bé. Không, đưa đây em ghi cho. 0557 8264. Thôi mình đọc lại nha, sẽ có người ghim mấy bạn comment lên giùm mình nha.
0557826464 mấy bạn chia sẻ đi, chia sẻ và nhấn theo dõi Facebook của Đặng Yến Nhi đi. 1250 rồi đó. Má Linh Nguyễn, má nhắn số rồi là chắc má nạp mẹ nó rồi, còn đâu tới được người ta nào. Hùng Tấn Phạm thời còn BD, đúng rồi, chia sẻ qua gì chưa chị Đồng? Linh Nguyễn ơi, sai số rồi chị. Chia sẻ qua cho Hùng chưa? Ai nạp được cạc rồi? Comment. Đặng Yến Nhi em ơi, Đặng Bảo Nhi là ai má? Chị không có biết Đặng Bảo Nhi em ơi, chị chỉ biết Đặng Yến Nhi thôi, đừng có ghim tên Đặng Bảo Nhi vô em ơi. Ai nạp được rồi? Có ai nạp được chưa? Đọc lại lần nữa đi qua. Không. 8264 1250 nha mấy chị. Rồi nha, bắt đầu tới cái thứ hai nha. Mấy bạn chia sẻ mạnh lên. Bây giờ 700 người xem, mình sẽ đọc cái thứ hai nha. Trời ơi, nail đẹp quá. Cảm ơn em nha chị. Chị nói thiệt với em á, đến cái chim chị cũng đẹp, không có cái gì mà xấu được hết em à. Em hiểu không? Dáng hay là bất cứ cái gì là phải dùng giảm cân của Đặng Yến Nhi, và mình phải luôn trong trạng thái đẹp. Vì đời người sống không có được bao lâu hết em à. Đẹp được hôm nào đó cứ đẹp. Bởi vậy chị nói nha, mọi người á, tranh thủ sống khổ ngày nào hay ngày đó đi. Tại vì uống giảm cân vô rồi nha, độ mách đẹp lên rồi, ốm lại rồi nè, chai nó bu theo nè, bắt đầu tiền bạc nó ập tới, đỡ không có kịp đâu mấy má ơi. Em nạp được rồi chị à, cảm ơn chị Hương xinh đẹp, Huyền Hà Anh. Tại vì nhờ có em khen chị xinh đẹp cho nên bây giờ mọi người chia sẻ đi, 700 người xem, mình sẽ cào thêm cái thứ hai. Chị dùng son 70k nha, son này 70k nha. Bây giờ mọi người chia sẻ nha, 700 người xem chị sẽ cào cái thứ hai. Mọi người chia sẻ vô các hội nhóm cho chị đi. Đây, cái cạc mobi thứ hai mình sẽ cào tới cho mọi người nha. Cào ngay tại livestream luôn mấy bạn, khỏi phải ấy nha. Chia sẻ mạnh đi. Giảm cân chị không có bán, nhưng mà nếu bạn nào cần tư vấn thì nhắn tin chị tư vấn luôn cho. Chị ơi, cho em hỏi có phép nào trúng số không? Có em ơi, phép đỏ đen. Có bạn đã trúng đề và trúng rất là nhiều luôn nha. Trúng đề, trúng số, trúng cái quần què gì tá lạ. Đây nha, mình không có bán giảm cân, nhưng nếu như ai cần nghe giọng của mình mà để mua giảm cân thì bạn liên hệ với mình nha. Bây giờ mình đọc nha, mobi nha. 7621 2149 1709. 7621 2149 1709. Đó, bạn chia sẻ cho chị đi. 7621 2149 1709. 7621 giờ đủ má mệt quá chị đầu ơi, cho cháy vừa chị đầu ơi. Nè, giờ bây giờ quản lý mình sẽ đọc lại lần nữa cho bạn nghe nha. Bây giờ bên Nhi mình nói thiệt mấy bạn, mình không có cần mà phải PA cho Đặng Yến Nhi làm cái gì hết. Tại vì mấy bạn có biết không, ở bên Đặng Yến Nhi nha mấy bạn, qua đó bạn sẽ thấy gần cả ngàn cái phép tách rõ đen có áp dụng đối với số kiến thức không em. Trời ơi em ơi, số rõ đen là bao toàn tỉnh Việt Nam mà hả mình hả bạn. Ăn cơm muốn giảm cân giờ uống và thoa kem nở ngực để cho vú bự nha. Em ơi, phép làm ăn hết thế cầm màu vàng vô đi. Ghim lại luôn đi. Thôi đừng ghim, ghim mất luôn. Ghim mất cũng Nhi, thôi đừng ghim. Có em, son này đây, chỉ có 3 loại. Dạ. Có đâu? Cây này á. Sáng đi trễ đúng không? Trễ luôn. Chứ gì nữa, sáng mấy giờ qua? 9 giờ. Cây này á là 70, cây này là 120. Cái này thế nào? Và cây này là 100 nha, 70. Em làm shipper luôn. 70, 100, 120 nha. Son màu gật lì nha, em mới xong rồi đẹp không? 70. 100, 120. Em mới xong cây này là đẹp không? Phép rõ đen vé là 1,5 triệu. Chị không có Vina, chị chỉ có Mobi thôi mấy bạn ơi. Cái Mobi vừa rồi ai nạp được? Mobi vừa rồi có ai nạp được chưa? Cầm môi lên. Xét son hình cái môi còn đúng một set. Bé Hoa đứng dậy lấy cho chị bé Hoa. Xét son hình cái môi còn đúng một set duy nhất nha. Nhi ơi, Nhi đụng á, mày làm mặt tức giận hả? Tao nói rồi, trong vòng 1 tiếng 30 phút mà chị không nhận được thuốc giảm cân là cân bị bóc phốt nha Nhi. Chị sẽ cho toàn thể nguyên cái Facebook này nó biết cưng biết chị rồi mà. Chị rất là nổi tiếng đúng không? Ai mà không biết chị. Nhưng mà chị cần chị bóc phốt lên đó hả, là trời ơi bóc phốt lên. Thuốc thì cháy hàng hết hàng rồi. Chị không có bán xong Basie em đi qua chỗ khác đi. Chị đang chửi con quỷ khái này mà em vô Basie gì. Chị không có bán Basie nha. Đang chửi con quỷ Đặng Yến Nhi. Cưng đừng có tưởng á là thuốc của cưng uống không mệt, rồi chị cứ phải đu theo cưng hoài. Nè chị nói cho cưng biết nha Nhi, 750 bạn ơi. Cái đó là son sáp đó chị. Chị nói cho cưng biết nha Nhi,
chuyến này chị đi Thái, chị hứa danh dự với cưng, nhất định chị phải tìm được một cái loại giảm cân khác thay giảm cân của cưng đó. Bắt đầu chị mua về nhà, chị chất đầy nhà chị uống cho đã cái họng chị đéo cần cưng nữa nha. Nhi phép trúng số 1.500.000 nha, đọc lại đi chị ơi, khang tiếng chết mẹ, đọc đi đọc lại hoài. Ngọc Lan nạp được rồi. Bây giờ nha, sẽ là một cái mobi tiếp theo. Mọi người chia sẻ lên 800 người xem cho Hương nha. Sẵn đây mình bóc phốt con Đặng Yến Nhi này luôn. Trời ơi, nó bán cho diễn viên, ca sĩ. Trời ơi, mà mình là người thường, nó đéo có thèm giao cho mình, mà nó đéo biết mình là hot face. Em có biết không Nhi, ở cái cộng đồng mạng này chị rất là có sức ảnh hưởng. Em đừng có nghĩ cái giảm cân em bán không mà, em đừng có nghĩ là giảm cân của em là thảo dược. Bộ em tưởng á hả, nguyên cái Việt Nam này ngoài em ra, bộ nghe em là chùm bà chùm bán thuốc giảm cân đúng không? Giống như ngày hôm qua nha, mình đi ăn đúng không, cái mình nghe nhỏ kia gọi nó chửi Nhi, cái tự nhiên mình nghe chửi Đặng Yến Nhi, mình quay qua mình giờ mình tưởng nó chửi gì đó, nó sao không đĩ Đặng Yến Nhi đủ má, tao đặt thuốc 3 tuần rồi chưa vào, trời đủ má, mình nghe nó chửi mà mình mắc cười luôn, nhưng mình há họng mình cười, mình nói cũng vừa lắm. Đủ má bán thuốc giảm cân, người ta bán đắt quá thì người ta muốn thêm người trả lời tin nhắn đi, cái quần què gì khách quen kêu một tuần lễ không giao thuốc giảm cân, mà mày biết cái miệng gì rồi, chị phải nhai liên tục luôn, nhai liên tục, đủ má không có thuốc giảm cân. Mệt chưa chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, chừng nào má em chết chị mệt, bây giờ chị chưa mệt em à, chừng nào má em chết chị đi đám mà chị sẽ mệt, bây giờ chưa mệt em nha. Cao cạc tặng tím nè, nghiệp chướng. Hôm nay á, bật hết công sức nói một ngày cuối, tại vì ngày mai là sẽ offline, không có like nha, tại vì hết hàng bán rồi, đi về Vũng Tàu chơi nha, bị sót đơn à, đang thiếu người nè, chia bớt em đi, chia cái quần què, tao còn đang tuyển thêm người nữa nè, mày không giao giảm cân cho tao là ngày mai mày khỏi bán nha. Em đang quét son màu gì mà đẹp thế em? Son 70.000 nha, 70.000 một cây nha. Bây giờ mọi người chia sẻ nha, 900 người xem, đây là cái kẹt, mình sẽ đọc tiếp nha. 4738 5442 7319 đó, kẹt mà nặng trên đây á là kẹt tặng chung, còn bạn nào muốn tặng kẹt riêng làm ơn giùm chị nhắn theo dõi Facebook của con quỷ Đặng Yến Nhi giùm chị đi, nhấn theo dõi đi cho nó đông follow, quá cho người ta biết tới nó, để cho người ta biết nó là một người bán giảm cân không có tâm, bán giảm cân ỷ thuốc mình mạnh, thuốc mình hay, thuốc mình không làm mệt người ta, cái đéo thèm giao thuốc. Son không biết nó lì không đó em, mà đủ má hồi nãy chị dùng khăn giấy ướt, chị chùi muốn gắt cái môi chị luôn mà nó đéo ra son. Cười cái quần què rồi Nhi, đủ má mình chửi nó mà nó thả hai con cười, làm như tao chửi mày vui lắm hả. 4738 5442 7319 4738 5442 7319 đó. Bây giờ quản lý mình sẽ đọc lại nè mấy bạn, mình đang quá mệt mỏi rồi. 4738 5442 7319 kéo nhau đi trốn đi, buôn bán gì, ngày mai mình về Vũng Tàu nha. Hộp son nào em, cái này chị đang cầm trên tay chị hả, giá là 900.000 nha, còn son này có bán lẻ luôn. Mấy cây đây, một cây giá là 900.000, một cây là 100 nha. Bạn nào nạp được comment lên nha, để mình tiếp tục mình tặng tiếp. Hôm nay chỉ có mobi thôi, không có Viettel nha mấy bạn, ngày hôm sau thì sẽ có Viettel, còn hôm nay chỉ có mobi thôi nha. Hẹn mọi người hôm nay mấy ngày rồi ta, hẹn mọi người nha, hẹn mưa nghe, mệt quá, đủ quá, mệt quá. Hẹn mọi người nha, hẹn mọi người, hẹn mọi người tối 19 tay nha, tối 19 tay mình sẽ live tiếp, và hôm đó sẽ có rất là nhiều, chỉ có sản phẩm trắng da đó là kem body bên chị, nhưng mà hiện tại hết hàng rồi em ơi, cái quần què gì cũng hết hết. Ăn gì vậy? Bánh, ăn đi chị. Ăn gì vậy? Để buông cho ăn á. Nhân gì vậy? Trời ơi, bá bá ốm mà bá ăn hoài à. Hết thuốc rồi, phải ăn quỷ cái này nè. Nó giao hút, gọi ghê. Như ơi, đây cũng không đi. Bà bé quỷ bây giờ. Cái gì vậy? Không, tại thấy chị ốm quá trời ốm, thuốc hay quá trời luôn. À, hết thuốc rồi. Còn thuốc không? Chị Nhi ơi, giao thuốc nhanh nhanh cho chị Hương. Dạ mày hả? Cho em miếng thôi. Dạ mày có cái dòng túi tiền này đẹp mà. Đây phải nhau để em chụp. Hả? Rồi. Thôi kìa nhỏ. Đừng. Ăn. Ăn hoài. Có thuốc rồi sao sợ. Nó nói gì rồi, có này gì không? Có này gì không? Nó là chị đốt shop nó, không nghĩ sợ gì đó. Rồi.
Đây ăn mày ăn. Trả lời. Thôi. Ăn vậy nghĩ rồi trời. Thôi không bụng được đâu. Ai nạp được cạc rồi comment lên giùm mình đi. Má này ốm rồi ăn hoài à. Nè. Các bạn chia sẻ em đọc tiếp. Đây nha. Chưa mà cái vừa rồi chưa có ai nói nạp được mà. Nạp rồi á. Ai vậy? Đa số nó nạp rồi. Giảm cân em muốn tư vấn em inbox cho chị nha. Chị tư vấn cho. Trời ơi chị Cương chưa biết đâu, nhiều đứa nó mất dạy lắm. Mình tặng cho nó nạp xong nó im luôn. Mấy đứa này lừa đảo quá. Sao nha, bảy đi đủ má hỏi xong nữa tao quỳ khang tiếng với má ơi, tập trung nghe giùm con. Để nói là từ từ qua từ xong qua tới giảm cân nè. Cây này 70. Cây xong đẹp đẹp này nè, 100. Cây xong này nha, 1.2. Đó, xong chưa? Son LV 1.2. Son bóng này 100. Và cái son này là 70.000. Trên môi mình đang là cái son 70.000. Và mình nói lại một lần nữa nha, thuốc giảm cân từ 13 tuổi là có thể sử dụng được rồi, nhưng mà không dành cho những phụ nữ đang cho con bú và đang cho chồng bú thì được, cho con bú không được. Tại vì á, mấy bạn biết không, cái giảm cân này nè, thuốc giảm cân bao nhiêu tiền? Ủa Đăng Duy, tự nhiên gì anh em nào thua lô đề muốn vào bờ trả nợ thì inbox lại gì ba? Lừa đảo hả ba? Xóa comment. Em mới nhận vòng đeo tay nè chị, đẹp lắm chưa? Em nghĩ sao vậy? Dòng từ chị ra, em cứ hay nói những câu dư thừa. Làm sao mà không đẹp được em? Chị nói lại một lần nữa nha, thuốc giảm cân á, mua một cây có dao luôn. Thuốc giảm cân là chị không có bán nha. Tất cả những ai muốn mua giảm cân. Ủa mua con ổ hả? Hả? Tao tưởng nó mua mấy ổ. Mua cũng không có tâm nữa, hàng Sài Gòn ship đúng không? Cái năm bị Hùng chém rồi nó đúng rồi. Ship hả? Trường Hùng nó quá. Bây giờ nó cuồng lần hai ba thằng. 11 tuổi uống được không? Lấy em cái xong 70k kìa, có đứa nào chép comment không kìa? Có em đang chép mà. Cho xem vú chút đi em, anh ơi. Về kêu má mình giặt vú ha. Đút cái đầu vô, dòm lại vú khoảng ngày xưa nha không? Anh ơi, Việt Tony, chị Hương ơi, má em là mỏ lồn. Bây giờ mình đọc lại cái cạc này nha. Bạn nào nạp được, inbox lên cho mình biết một cái để mình biết mình qua cạc mới nha. 2938 5440 0109. Bạn nào muốn mà hả tư vấn về giảm cân mà inbox cho con quỷ Đặng Ý Nhi nó không trả lời đúng không? Inbox cho Hương luôn. Rồi em ăn. Em ơi, em mập gì cho em mới được. Chị Đặng Ý Nhi. Ai mà nhắn tin mua giảm cân á, hỏi giảm cân á, tư vấn cho khách xong rồi mình tan tạo nhóm mới được, tạo nhóm trên Facebook tan cho Đặng Ý Nhi vô. À, là tạo nhóm chung á, rồi kêu là chị Nhi tư vấn giảm cân nè, rồi để cho người ta cho mấy Nhi nó tự tư vấn nhờ. Hả? Võ Duy Phúc, anh vô phòng anh nằm anh coi em hả? Cả ngày coi không chưa đã, cả ngày cả đêm giờ vô phòng nằm Phúc coi. Phúc ơi, I love you. Ôi thôi bà ơi. Anh Phúc ơi cười cái Phúc ơi. Trời ơi, nghiệp lắm nha mấy má. Người ta nói sao biết không? Chén đã đẹp, vú đã bự, đã vậy sử dụng combo hồ ly với sáp đôi vàng. Chị đẹp đọc lại đi, ok đọc lại, từ từ, mấy má từ từ, chia sẻ lên đi. Dễ thương quá chị yêu ơi, lúc nào mà chị không dễ thương, em cứ hay nói những câu dư thừa. 2938 5440 0109 nha. Thôi em ơi, đừng có gì mà giao son trả tiền. Em cứ nói những cái câu mà bình thường. Đối với chị tiền bạc không quan trọng, không trả tiền thì khỏi giao hàng. Vậy luôn. Hiểu không? Chị có bán vòng nha, vòng phong thủy này 470. Em có hay nói những câu dư thừa. Dĩ nhiên rồi, đối với chị ơi, coi tin nhắn giùm em đi. Em inbox từ hôm qua tới giờ, chết mẹ rồi. Em đi đổ nói gì kìa, chị em này nói gì kìa. Chị ơi, em chuyển khoản từ hôm qua rồi, chị coi giùm cho em, em coi online chị ơi. Chết mẹ rồi, chị xin lỗi em nha. Tới giờ này. Gì? Chương Kiệt đã nói em nạp được rồi. Ok Chương Kiệt, em đi đổ. Chị biết sao không? Hôm nay dồi nhập em. Thủ Vân ơi, ôi, có người nạp rồi nha bạn. Con mình chị Hương nè, đẹp không? Đọc lại nha. Mày xin có được. Người nạp được rồi. 2938 5440 0109. Có người nạp được rồi, qua cạc mới mấy má ơi. Cạc còn nhiều lắm mấy má ơi. Mấy bạn chia sẻ đi mấy bạn ơi. Theo dõi chị Đặng Ý Nhi đi được tặng càng nè. Thằng Nhi coi. Anh giỏi mà. Cười kìa. Không có gì đâu cười, cái bả chết liền rồi. Chị có duyên. Ê, quá à. Có được xe chưa? Nè, ngồi mua cái mua nhanh ăn nha. Ôi. Có gì? Dạ. Yeah. Em cho chú lên xe qua vậy. Hả? Chú lên xe qua có đi luôn. Nướng chặt cái gì vậy? Tự nhiên đủ mắt không đi, nó chưa làm luôn quẹt. Trời ơi, đó đi. Không, chị bị nướng chặt. Hôm qua nhớ tới phần. Thôi đi, trói cho khỏe. Đi chơi được
Trời ơi, vậy là tối nay mình phải đi về chúng ta rồi. Nhớ mọi người quá. Nhưng mà mấy má ơi, đừng có lo nha. Hàng phong thủy hết rồi, không còn cái vùng bè gì để bán hết. Hiện vậy tại bây giờ nha, mấy bạn muốn mua bán là mặt, để chị nói. Mấy bạn muốn mua bán là mặt đúng không? Liên hệ với bên chị đi để nhận ngay combo vàng chỉ trong duy nhất ngày hôm nay. Combo vàng mua tặng bó gỗ nha. Đó, còn mình nói luôn nha, mình hết hàng rồi, không còn cái quần què gì để bán hết. Đọc thẻ đúng không? Ok, đọc thẻ. Từ từ thôi chị, mai đi Vũng Tàu á. Không có, chị quyết định rồi là chị về nhà chồng chị sẽ câm. Cho nên là chị nói chuyện ngày mai tắt tiếng cũng không sao. Tại vì về dưới không cần phải like. Trời, má ơi, má ơi. Không tại sao, qua Thái chị sẽ quay like nhưng mà chị câm. Cho người ta nhìn vậy thôi. Ấy là chị thôi. Đọc thẻ khác đi, ok, chị đọc tiếp nha. 6988 6801 6897. Ngày dòi nhập em hả, mà dễ thương, I love you. Su ơi, có dưới Vũng Tàu không? Su, Lu, tối nay chị về nè. Chị ơi, kem body trắng da có giảm không em? Không có liên quan gì hết. Kem trắng da là kem trắng da, giảm mỡ là giảm mỡ, không có liên quan. Em muốn giảm mỡ thì em liên hệ với lại Facebook Đặng Ý Nhi dùm chị nha. Kem body không có liên quan với giảm mỡ em nha. Bên chị chỉ có kem body chứ không có cái kem tan mỡ quần què khí độ gì hết. Tại vì á, mọi người có hiểu không, chị uống giảm cân của Đặng Ý Nhi là nó liên tục nó giảm những vùng cần giảm gì. Chị Nguyễn Thị Quế, em xin Nguyễn Thị Quế, tại sao chị bơm hàng em? Em sẽ xin. Người ta nói... Chị Quế ơi, chị đặt hàng chị không nhận. Chị Quế, chị giỡn mãi với em à. Em biết họ tên ngày tháng năm sinh của chị nha. Không phải cái nào cũng sử dụng đâu ba. Tại vì con đọc rồi, người ta nạp rồi, chứ không phải cái nào cũng sử dụng, hiểu không? Chị Đào, đi vô lấy vali xong rồi chạy tiếp đi. Mới đi về Vũng Tàu. Đi lên. Chị luôn hả? Thiệt. Tưởng lao rồi, bị lét thôi. Vậy thôi. Vậy thôi. Vậy tao quyết định rồi là về nhà chồng, tao không có nói chuyện. Cho nên nay tao la. Không sao. Anh phớt cách vừa cho chị uống kè. Thôi nhỏ Đặng Ý Nhi đi. Bây giờ chị đừng tặng hàng cho mấy bạn nha. Chị đừng tặng hàng cho mấy bạn nha. Chị có đi hồng xuống. Chị xong đồ cho chiếc, chị xong tải cho nó. Có tăng lượng theo dõi chưa? Chị mua thuốc giảm cân bên chị Đặng Ý Nhi cho em. Không cái gì? Chị mua cho em với chị đồng ý. Đùi tụi bay tao kêu mẹ tụi bay. Tiền luôn có. Tự bỏ tiền cái mà mua. Chị mua cho em học Đặng Ý Nhi đi chị. Chị chỉ đặt bên chị đi mấy hộp rồi này nọ luôn anh. Giờ sao anh có đi không hay là mua sao hả? Chị đặt bên chị đi mấy hộp rồi. Trời con chiếc tàu ấy má ơi, con còn chưa có thuốc nữa. Thuốc bên chị Đào, anh Phúc lấy vali đựng đồ em, đồ anh rồi đồ con chip rồi tả của con nữa cho nó gọn gãy, nó để thoải mái. Anh ơi, mình đi xe hơi mà, anh đừng có làm như vậy. Đâu phải mình đi xe đạp đâu, cũng đâu có đi xe bus. Chị Đặng, trời ơi tao nhức đầu quá, tao mệt rồi. Thuốc của chị Đặng Ý Nhi đi, đồ em to. Thôi má ơi, tự lãnh lương tự mua đi. Lương lúc nào cũng 20-30 triệu. Em thích chị, cái miệng của chị nói với Đặng Ý Nhi, chị Đặng Ý Nhi giao nhanh. Chị nói chuyện ba đầu quá, ba đầu là cái gì? Chừng nào tụi chị nói chuyện ra gạo thì lúc đó em mày khen. Bên chị Nhi mấy hộp rồi. Kệ mẹ chị, đừng hỏi. Đặt gì mấy em đi chị. Nhìn mặt mấy mày thấy thương quá, đừng bán thuốc cho nó. Tao còn chưa có thuốc, hãy kiếm con Đặng Ý Nhi đi. Mình lồn quá, không biết gì hết. Đi chị mua chị. Đừng năn nỉ khi mà tao không đồng ý. Chị nha, chị Hương đặt của chị mấy hộp rồi chị. Chị đặt em thấy vợ quá. Kệ mẹ người ta, coi được không? Không coi được, biến. Chị giao cho em 5 hộp nha chị. Đọc thẻ đi chị. Ok rồi. Em, chị sẽ đọc thẻ tiếp theo đây. Mọi người vào đây nghe đi. Nghe giọng chị bây giờ thấy giống Phương Thanh chưa? Khen tiếng con mẹ đó rồi. Em thấy chị giống Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà. Đúng rồi. Đêm dài đi em. Hồ Hà hát bài gì ta? Mọi người hát bài gì quên rồi ta? Đó, đêm cả em. Một trời thương nhớ. Cả một trời ngủ ngơ. Cả một trời vô vơ. Ok, Moby nha mọi người. Mấy bạn ơi, mình nói mấy bạn nghe nè. Tập trung á, đông vô cái like này. Xong mình ở đâu hả bạn? 139 ha, Nguyễn Trãi, quận Nhất. Mình nói cho mấy bạn nghe nha. Tại vì á, mình không phải là quảng cáo. Cho nên cái quần què gì trên người của mình, mấy bạn hỏi, mấy mình sẽ nói Hồ Liên, khùng con đĩ mẹ mày chứ khùng. Đụ má mày, tao ngồi tao giỡn mày, tao khùng. Cú hồn. Trời. Bây giờ nha mấy bạn, mình sẽ tiếp tục đọc cái tiếp theo. Tiếp tục nào, 9985-3809-9533. Nằm được chưa? Nói chứ mệt để đưa quản lý mình đọc. 9985-39. Ủa lộn, 3809-9533. Không bà nào mẹ đó, Hồ Liên. Được cái nhiệt, cái đờn nó được không? Cái gì bà nhiệt? Nhiệt lô tô, cái đờn không có tiếng. Nhạc lô tô. Gì mà tôi kêu con ga, có ga, có không mấy. Con bấm là nhạc lô tô mà beat á, B E A T. Có nhạc đen được không chị? Đen là nó bấm dính bản quyền. Kem body hả? Kem body em 14 tuổi em vẫn xài được nha em. Nha.
chị cho nó bao nhiêu tiền vậy chị? Em có hay hỏi những câu như vậy không à? Tiền bạc không quan trọng, không trả tiền đéo bán. Sao đôi vàng và combo hồ ly có tác dụng giống nhau hay sao chị? Khác nhau nha em ơi. Nhưng mà hiện tại bây giờ cháy hàng rồi, không còn cái quần què gì hết. Đừng hỏi về đồ phong thủy, đừng hỏi về giảm cân. Mọi người muốn mua giảm cân, làm ơn bấm Facebook của Đặng Yến Nhi, nhấn theo dõi Đặng Yến Nhi giùm chị đi. Chị ơi đọc càng lại đi chị ơi. Chị đọc càng lại lần nữa nha mấy đứa. Xin lỗi mấy đứa này giờ vẫn hơi bị lố. 9985 3809 9533. Xác định mai về nhà chồng là câm luôn, hiểu không? Cho nên là hôm nay la cho cốt vô, ngày mai cũng im. Không. Gì vậy? Thôi chị Mồn ơi. Chị kia bật lô tô cho chị nghe. Chị hát đi. Chị hát đi. Chị hát vô ra. Mười chín mấy bạn vô lại nhau. 19 lúc đó còn khôi rồi, con không biết đọc này. Đó thì bây giờ chị cào cạt đi, chị đọc quá kêu lô tô 4 con lần 4 mấy con. Mấy kêu không phải kêu đó. Mày không phải con. Má anh đi hiện giờ anh nói má anh chứ sao lên live nói anh. Tội nghiệp má anh đó anh ơi. Ok chị, khi nào có hàng khỏi tiếp. Chính xác, bây giờ hết hàng rồi đừng hỏi gì hết. Tự nhiên má nó đi lên live nó nói. Cái này thôi để ngày mốt đi lấy cái điện thoại, lấy cái gì mà gắn vô cái lo bật lên chị. Tự nhiên má nó thiệt lên nó nói chị nghe kìa. Trời ơi em ơi, má em bị điên hả? Trời ơi em cứ hay nói những câu dư thừa. Đưa bỏ vô hàm tân. Ủa lộn, đưa bỏ vô hàm tân. Tự nhiên đưa vô hàm tân đâu có tù đâu quên. Bị khùng mà. Chị ơi nói nhân viên chị gửi mẹ VIP cho nha, hôm bữa gửi thiếu. Chết mẹ rồi, tụi bay lấy mẹ VIP của khách hả? Ok em anh bóp lại chị. Mắt kiến này không có gọng em ơi, chị được khách cho. Mắt kiến này chị không có chị thấy chị ác không? Chị nói nhỏ nhỏ thôi. Giờ em bị trừ 50 rồi nè. Đủ má tụi bay giếm hàng của khách ha. Đứa nào lấy mẹ VIP của khách không giao trừ 50. Cô Hương ơi nay xin nha, con cứ hay nói những câu dư thừa, ngày nào mà chả xin. Không xin làm sao mà like được. Bên việc bên chị làm chị vui quá. Không có vui đâu em. Trừ lương chết mẹ luôn, nó vui gì mà vui. Em ơi em theo dõi Đặng, chị Đặng Yến Nhi đi rồi xem gạt cho em nha. Chia sẻ cho Hương chưa? Bây giờ nha ha. Chị sẽ đọc tiếp một cái bao bì nữa. Tập trung nha. Khúc này gây cứng nè. Tại vì nhiều người bị điên ngay tại khúc này. Tập trung đi. Tập trung nha. Mình cạo cạt nha mấy bạn. Bây giờ đọc nha. Anh làm gì vậy? Đọc mình. 1892 8793 5137 hả? 5133. Đọc lại nha. 1892 8793 5133. Ai đọc được rồi comment lên một cái. Comment lên. Đây nha, sẽ tiếp tục còn kẹt đây. Mọi người chia sẻ mạnh lên. Em bấm nằm kẹt mà, bấm chứ không kẹt. Ai cái mày, đồ má. Cái này để cho khách nạp nha. Đứa nào nằm bà trừ 100, ok chưa? Ok. Em được kẹt rồi nha, baby Vina đi chị. Hôm nay chị không có Vina, hôm nay chị chỉ có Mobifone You. Không có chưa kẹt á, nãy giờ em được 2-3 cái luôn rồi đó em, sao em nhanh thế? Trời, chi phần trăm cho chị đi. Đủ má công chị gào thét bây giờ chị đọc kẹt cho em mệt chết mẹ. Em chị nói em nghe nè, hồi nãy giờ chị đọc kẹt cho em hết 100 ngàn của ông về bắn quá cho chị 30 đi. Trả công chị bây giờ đủ má gạt khang tiếng. Bây giờ đọc tiếp một cái nữa nha. Lê Lý bung lồn là gì? Là nó nói má nó bị bung lồn. Tao dịch cho. Ê chị, sao má nó bung lộn lên, nói chị nghe chi vậy? Thì má nó bị bung lộn rồi. Bên đây không có phải là bác sĩ bạn ơi. Hôm nay giọng cô giống con nít quá trời ơi. Cô đang thấy Hồ Ngọc Hà nhập về, Hồ Ngọc Hà trang về. Thùy Dương ơi nghe kỹ rồi nạp nha bạn, không thôi nó bị quá. Bây giờ tiếp theo nha. Tiếp theo là Mobi nha. 5546 8853 3889. Đó, bây giờ mọi người chia sẻ đi. Mình sẽ lại tiếp tục giới thiệu về sau. Ai nạp được nhắn tin nha. Ai nạp được comment lên cho chị Hương biết nha. Chị ơi má nó là đĩ chó. Chị ơi nó chửi má nó là đĩ chó cho chị nghe kìa. Nó nghe nè. Chị. Nó nghe nè bé Hoa. Nó chửi má nó là đĩ chó kìa. Trời, tội nghiệp nó vậy. Chị ơi má nó chửi má là đi chó luôn nữa. Thằng này bất hiếu trời đánh nó chết đi trời mưa. Nó nói má nó như miệng như đứt vậy. Vui quá nè. Có gì đâu mà vui, em chỉ thấy mệt mỏi chết mẹ luôn. Chưng
xa vẫn nhắc một người đã xa đi. Mọi người ơi, kén chờ Hương Nha 19 tay quay là sẽ có những sản phẩm rất là mới, làm cho mọi người bung lụa, giàu hết cái việc tinh dầu cực tóc nha, kích thích mọc tóc dày nha. Đây nha, bây giờ mình sẽ chia sẻ thử nha. Mọc tóc nè, son hả hay tóc? Bây giờ son hay tóc, rồi mấy nào tao xả tóc như con khùng rồi nè. Đây nè, nhìn tóc chị nè, dày ghê không? Lu ơi, chút về ẩm chiếc qua chơi nha Lu. Coi tóc nữa nè. Chị ơi, Trần Hoa nạp được cạc rồi kìa. Trần Hoa, trời ơi, em cứ hay nói những câu dư thừa. Em nạp được rồi, cảm ơn chị Hương nha. Em nạp được cạc rồi nha, cảm ơn chị đẹp nha. Cứ hay nói những câu dư thừa, lúc nào mà chị không đẹp. Son này nha, bên chị Hương này nha, một set là 750 nha mọi người. Một cây 100 ngàn, có bán lẻ luôn mấy má ơi. Bu vô đây đi, bán lẻ luôn nè, quẹo lừa luôn. 100 ngàn một cây, thích cây nào đánh dấu. Còn không nói màu cho chị lừa cho nha. 100 ngàn một cây nha mấy bạn. Mấy bạn chia sẻ nhiều vô. Mình rồi 19 đây mua kẹt mình nạp tiếp mấy bạn. Đồ quá khang tiếng cho tắt lại mệt quá. Này gào thét mệt quá. Đây nè, xịt tóc bên chị nè. Ủa cái chai bữa em đang xịt chen dở đó rồi chồng yêu. Nguyễn đây nè, 19 tay có thêm phép gì chị? Có phép gì? Không được hỏi, hết hàng rồi, đừng hỏi, khách nó dí chị. Chị, nó nói tội nghiệp bố má nó quá. 19 tay có thêm phép gì nào chị? Không nói đâu, tại vì hết phép rồi, giờ nó dí chứ. Trời, tóc dày chị xịt hoài vậy? Trời dày má, tao tham quá. Nó hàng giao cho khách rồi, trái hàng chị cứ xịt hoài. Quá trời, sao mà bữa nay tóc chị dài rồi. Trời ơi, tóc chị dày quá hả? Tới hông luôn, luôn rồi. Tóc chị dày quá rồi chị. Mà mau dài nữa. Vừa dài, vừa dày, vừa đẹp đó ha, không có bị sơ ha. Trời ơi, xịt tóc 11 tuổi dùng được không chị? Trời ơi, được đi nha, cái này là thảo dược cho mấy má. Chị với tóc đẹp quá. 180 ngàn nha. Chị ơi, nốt ruồi cắt cỡ 2cm thì sao ạ? Em à, em đừng hỏi những câu dư thừa. Nốt ruồi cắt như vậy, em phải tới chị, em phải gặp chị phải đo đạc, chị mới biết được là có nên để hay nên phá. Đừng hỏi nữa. Em đem muối tây ninh cho bà ăn ha. Ok, ăn là được. Nhưng mà em ơi, đợi con quỷ Đặng Yến Nhi nó giao giảm cân đã rồi hỉ giấy. Vui ghê, có con mẹ gì vui. Tao đang tiếng mà tụi bay vui à. Xịt tóc 11 tuổi dùng được không chị? Được nha em. Tóc chị hồi trước cũng ghê, nó muôn nó nồi nồi luôn. Dầu xịt tóc là giá bao nhiêu vậy chị? 180-190 quên rồi. 190 nha em ơi. Mà mịn nó một. Một chai là cái đầu em mọc tóc ra. Nó mà dày lắm. Mà tôi xài cái này xong là chị không bị uổng tóc luôn đó bà. Còn tóc nó dày nữa. Quỳnh Ngọc thì kêu em mau ra dạy em nè. Chị ơi, son có không có nha em? Em mua một set hay là một cây? Hồi nắng. Ai? Anh Phúc. Cuộc sống này lắm tơ vương, đời xử người toàn những nè. Son em son hả, đẹp không? Mẹ ơi mẹ sơ con đã mẹ. Son em son hả, đẹp không? Nghe hơi ống 70 ngàn một cây nha. Em lấy dầu xịt tóc nha chị, để lên số điện thoại nhanh lên em. Có giờ gọi chị gầu gụng tóc của mình không? Bên chị chỉ có dầu xịt dưỡng, không cho bị gụng tóc nữa thôi. Cú Hồng ơi, cho em số điện thoại nha, em kêu nhân viên chốt cho chị nha. Cuộc sống này lắm tơ vương, nơi xứ người toàn những lọc đường. Mấy người nó chết mà. Dạ mà ai? Nãy giờ em thấy cũng nhiều. Nè 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 nè, 0902 768 400. 0902 768 400. Giờ này hả? Mai sáng có đi rồi, giờ không chuẩn bị đi rồi. Giờ chuẩn bị đi rồi. Lương Thị Thanh Trang để lại số điện thoại. Nè mấy bạn, xịt cái này là xịt vô chân đồng nha. Xịt vô giá đầu nè, chè gì nè. Là tóc nó sẽ không có rụng nha mấy má. Tóc con là không có rụng nha. Còn có vài chai thôi, 190 một chai nha mọi người. Có dầu chị trí không chị? Không em ơi, em bị trí thì nghĩ em dùng nhớt hay dùng voi gì. Em đổ đầu em xong cạo đầu luôn em. Cái này của chị cũng tóc thôi nha, tóc này nè, thấy không này không, cái đầu thói mà xịt lên cái giờ cái đầu cái tóc luôn nè. Một chai xịt tóc là 190k nha chị. Cuộc sống
trong đây 190k nha. Lâm Tơ Vương nơi xứ người toàn nhấn lọc lửa. Mẹ ơi mẹ, giờ con thấy mệt, thèm được nghe hơi ấm của mẹ. Trong đêm cô đơn một mình em đến chào trời, đêm anh lúc ta gần nhau. Bao câu yêu thương này dành trao hết cho người trai tìm hai đứa đã thành đôi. Sợ phi cơ đưa em về nơi xa với chân trời huy anh đến lúc ta gần nhau. Em ơi đừng có nói chuyện tiền bạc ở đây, không có tiền thì chị khỏi bán. 191 chai nha chị ơi Thu Anh. Hàng đi cháy hết có ai hiểu không? Bây giờ cái nhà rồi, không còn một cái gì nữa hết. Hàng hết, cái gì cũng hết hết. Có dòng phong thủy chi đỏ kiếm vàng không chị? Có em ơi, tay chị đang đeo đây 300 nghìn một sợi. Và hiện tại nha, gần hết mẹ rồi. Nó chữa nó là con chó đi. Tội nghiệp mấy người đó. Tự mình lên like. Không phải em, biết sao không em? Tội nghiệp tụi nó đó là về, tại vì cha mẹ tụi nó sinh tụi nó ra có cái đầu, chỉ để chân cho đầy đủ bộ phận với người ta thôi. Thực chất nó là một con chó điên. Dòng phong thủy 300 nha, còn nếu dòng túi tiền thì 470 nha chị ơi. Có kìa. Dòng túi tiền là giống như dòng em đang đeo nè, dòng túi tiền nè. 470 nha mọi người. Nè. 470 nha. Dòng rất là đẹp luôn. Nè 470 một cộng nha. Còn túi tiền giúp mình giữ tiền nha. Dạ vậy là nha. Đúng rồi nha Thu Anh. Xịt tóc 190 một chai nha bạn. Mày thấy tóc mình không tóc thiệt nha, đấy có tóc nối. Nói chuyện với lại đụng nó không tóc nối. Tóc nối sau này bị ung thư da. Sợi chị Hương đang đeo bao nhiêu một sợi? 300, chị Hương đeo 2 sợi luôn nha em ơi. 300 với 470 dòng túi tiền với dòng phong thủy nha em. Có ruby sao không chị? Là sao em? Ruby gì em? Son hả? Nè chị Hương ơi, coi son cho người ta coi son này chị Hương ơi. Nè son nè, có màu, đưa cái màu nè, son nè. Lúc nào mà chị chạy dễ thương hay nói dư thừa. 3 đến 14 ngày sẽ có hiệu quả nha Nguyễn Phương Châu, bạn đừng trông chờ nha, khi mua hàng đừng trông chờ. Tại vì khi bạn thỉnh về rồi á, phép từ từ mới có hiệu nghiệm nha. Lâm Đồng chứ đâu. Lâm Đồng kìa Mai. Lâm Đồng kìa. Lâm Đồng. Gì vậy? Thương ba mẹ ơi. Muốn đi tu hả? Cuộc sống này thôi đừng nói được mấy người đó, đừng nói đây là đường nghiệp tao quá. Anh muốn đi tu để lòng nhẹ nhõm, anh muốn theo. Thôi thì thôi đi, xong này là xong nói chuyện nha. Đi ra đi chị, không có biết cái vụ này. Em biết một đôi chị. Mệt quá à, nhảm quá à. Tại vì anh ghen 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 mà. Ghen đâu mặt lên đây. Nè, tự nhiên ba má còn sống. Mọi người chào ơi. Bé hàng online nhanh là sắp là combo vàng giá là 1.600.000. Anh Phúc giờ ghi âm đi, tại vì anh ghen 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 mà. Cuộc sống này lắm bơi nơi xứ người toàn những cho tóc mình. Ê. Mấy bạn ơi, son này là 70 nghìn một cây nha, mình đang sử dụng nè mấy bạn. Cô đi vô. Đó. 70 nghìn một cây nha. Có thứ điện thoại chị áo đen không chị? Trời đụng má em ơi, nó hai thằng rồi em vô thêm thằng nữa là tụi nó chém lộn đó em à. Mốt giúp chị đi. Em gái của chị. Son nè, ai ở thành phố mua son mai ship luôn nha. Hôm nay áo đen ship nè. Cơ mồ hồ ly, cháy hàng rồi, không còn gì nữa cho nên không dám tư vấn nữa. Nha, nói chứ hết hàng rồi mấy bạn ơi, 2 ngày sau hàng sẽ về tới Việt Nam nha. Thầy đang sơn, đang chị chú đang làm phép, 2 ngày sau hàng sẽ về tới Việt Nam. Mai với chị Hương son môi nè, đẹp không, màu nè. Chỉ 70 ngàn một cây thôi nha. Màu chị Hương nè. Lộn rồi má, con xem màu này nè má. Lộn đưa hộ son của em. Đâu rồi, cái son của chị đâu rồi hả? No, chị cây này nè, màu đỏ cơ. Thôi lấy màu đỏ đi. Nè 70 ngàn một cây. Rất là ok. Son rất là lì luôn nha má. Dòng phong thủy còn em ơi, còn mấy cái đồ là bạn hết mẹ nó. Muốn chồng ơi, chồng yêu son môi đi, là chồng ơi, chồng yêu nha. Ê
là Son nói chuyện nha. Son nói chuyện là Son như thế nào? Son nói chuyện là những cái bộ son mà được hơn sên rồi, cho nên khi mấy bạn dùng nó, bán hàng sẽ rất là đắt. Nói chuyện với chồng xin cái quần què gì chồng cũng cho, đừng có xin con cung nữa. Chị với 70 ngàn một cây, xin cái gì chồng cũng cho thì ngại gì mà không mua nha mấy bạn. Đừng có bao giờ xin con cung nữa nha, không thôi nó không sẽ không đi đái được đó. Nói chung mấy bạn không hiểu cái nỗi khổ của Hương đâu. Hương lầy, Hương nhây cho mấy bạn vui. Mấy bạn có biết đêm về chồng Hương nó thấy nhây quánh đéo giống là ngủ kế luôn. Nó bắt đầu phải lôi sắp đôi vàng để sử dụng. Có sắp đôi vàng rồi là bắt đầu nó dính vô nữa đó. Cho nên lúc nào trong người cũng phải có sắp đôi vàng hết. Cho em xem xong. Nếu bây giờ em đặt stop thì khi nào nhận được vậy chị? Cho chị hỏi em ở phương trời nào vậy? Bốn phương trời em ở đâu? Đây, son 70k đây. Mấy bạn nhìn đi nè. Không bao giờ chui nha. Rất là ok nha, cười quá. Mai với chị Hương đang xong màu 09 nha. Màu 09 với màu 06 nha. Mấy bạn nhìn môi Hương có gợi cảm không? Trong đêm cô đơn một mình ném đến sao trời, nhờ anh nhờ ta gửi nhau. Bao câu yêu thương này dành trao hết cho người. Trái tim hai đứa đã thành đôi. Giờ phí cơ... Quận 10 hả em? Quận 10 gì sợ tóc khi nào giao? Giao liền nha chị. Tối nay giao luôn em ơi. Giờ phí cơ đưa anh về nơi xa phía chân trời. Tối nay có đi thì con đi em... giờ thôi chị đi rồi khách dí em chết để mẹ mày chứ. Dí mày đâu phải dí tao đâu, tao sợ. Tao đã đi ra khỏi nhà rồi, khách muốn dí cứ lại đây dí. Có nhân viên mình ở nhà nhưng mà đéo có hàng là dí cũng như không thôi. Chị Hương nói tiếng gì kỳ vậy? BD nhập em à. Mai khách hàng chị kìa. Mai khách hàng chị hả? Quận mời ở đâu đâu, quận mời cho địa chỉ số điện thoại nha, em chốt hàng cho chị nha. Em yêu chị nhưng mà chị cũng yêu em, nhưng mà chị không có chơi lép nữa nha em. Yêu thôi đừng chơi lép với nhau nha em nha. Bởi tên thì cũng kỳ đó em ơi. Chị ơi Mai khách hàng. Chị bởi tìm biết mình giặt Mai, cậu Mai khách hàng hả? Mai khách hàng vậy mới qua hay mới Mai lên coi cho khách Mai đi. Có ý đồ gì không thì giặt cháu lên coi. Hôm nay chị đeo kính nhìn ngộ ngộ sao vậy em? Chị thấy chị đẹp mà. Ngộ là sao? Là đeo kính như nhìn mặt nó dâm dâm nhưng mà đẹp đúng không? Em nói gì đi. Thà là em nói câu là dâm dâm mà đẹp đi. Tí mua cái son tặng cho con ghẹ bến ghẹ là cái gì vậy, nói gì? Đà Nẵng ship không chị? Son không khô môi, Đà Nẵng ship. Chị Hương đẹp quá đi. Em theo chị từ lúc tới giờ, em rất ngưỡng mộ chị và em rất cảm phục chị. Cảm ơn em đã ngưỡng mộ chị. Mong là em luôn ngưỡng mộ chị cho tới lúc nằm sâu dưới mộ nha em nha. Chị Hương yêu có son kem không chị? Có em, cái quần què gì mà chị không có. Chị bán từ A tới Á luôn mà. Son mà ghẻ bên Thái là hốt gì hết để cho fan của chị ở Việt Nam nha mấy bạn. Mua dòng may mắn chị có sơn tên em không? Duy nhất trong cái like này nha. Tại vì mình đang hết hàng rồi cho nên mình nói mình sơn luôn. Bạn nào mua thì mình sơn tên Phi. Khi mấy bạn mua nhớ để lại họ tên và ngày tháng năm sinh cho bên nhân viên của chị để đưa cho chị sơn tên nha. Dăm dăm cô nương Hương he he chị Hương. Chị không phải dăm dăm cô nương em, chị là bà nội của dăm dăm cô nương. Son môi hồ ly. Son môi hồ ly là cái giống quần què gì vậy? Chị không có biết son môi hồ ly hay mà. Bên chị có combo hồ ly mà người ta đem cháy hàng rồi. Cháy hàng hết rồi anh chị ơi. Cuộc sống này giờ chỉ còn son thôi. 70 nghìn một cây nha. Đưa cái bảng màu lên chị Hương ơi. Đưa sát vô cho người ta coi. Đưa vô cho người ta coi. Hát hoài đưa son cho người ta coi. Hết son rồi. Mai em đưa đi. Nè đưa son đưa cái tay lên. Không còn gì để đưa nè, hết rồi rồi. Mày đưa cho cố tụi nó mua cái đồ. Còn có mấy cây à. Cho cháy hết luôn đi. Có hai loại vòng nha chị Hoàng Yến ơi. Bên chị có hai loại vòng nha Yến. Một loại là 300 là vòng phong thủy xe kim đỏ chỉ vàng mà chị vẫn thường hay đeo. Còn cái loại vòng túi tiền này là loại mới. Loại này là 470. Ngân Jenna. Theo chị lâu lắm rồi, bữa nay chị dễ thương lắm rồi. Kiều Trinh, chị Hương ơi, má em với em là hai con đĩ điếm. Trời đất ơi, cái gì? Má đĩ điếm. Em ơi, em với má mà có làm đĩ thì chị cũng không có đi. Tại vì chị là con gái, chị không có nhu cầu chơi chơi gái già với lại gái mập nha. Còn em muốn làm đĩ điếm hay muốn cái gì đó thì em liên Ngọc hệ Nhi nha. Ngọc Nhi ơi, Ngọc Nhi ơi, ship 50 nha. Chị ơi, má em với em là hai con điên. Mấy đứa này em bị điên hết rồi. Lê Vy ơi, cho em số điện thoại với lại địa chỉ nha chị. Cho em cây màu hồng với chai stock. Để số điện thoại lại nha Lê Vy. Đánh hả? Bỏ quát.
mình tránh cho chị em ở Bình Dương. Dạ chị ơi, để em hỏi tại chị Hương đang hướng lịch đi Thái Lan á, chị đợi em 5 phút, quên 5 giây với chị. Chị Hương ơi, mai có chị mời nha. Mai chị đi mốt chị về, chiều mốt chị có nha. Susie ơi, nếu chị muốn mua dòng ứ tiền chị để lại số điện thoại nha chị. Dạ chị Hoàng Yến ơi, nếu mà chị muốn may mắn thì chị mua dòng 300, còn chị muốn có tiền thì chị mua dòng 470 nha chị. Nhưng mà hiện tại bây giờ nha mấy bạn, em giải thích phép bán hàng online là sao? Hiện tại bây giờ nha, hộp gỗ bên chị hết rồi, bạn nào muốn mua thì làm ơn là mấy bạn để lại số điện thoại đi, bên chị sẽ ghi vào hàng order, hàng về sẽ giao nha. Hộp gỗ là 24-25 tay có, còn sáp làm ăn, sáp đỏ đen, combo vàng, phép 5 dòng, rồi ơi. Nói chung là mọi thứ đồ phong thủy của chị là 19 tay sẽ có đầy đủ nha. Hiện tại bây giờ là nó bị cháy hàng, bị khét hàng. Số điện thoại Sushi kìa. Rồi em lấy rồi. Tóc nhiều quá, nó vẫn đang bị ngứa ngứa, tại kiểu nó mọc tóc ra quá. Xúc cho nó mọc ra nên nó ngứa ngứa. Chị ơi, 2 ngày nhận được hàng nha chị, xa hai tuần, nếu mà lâu lắm là 4 ngày nha chị. Em gửi nhanh cho chị, chắc là 2 đến 3 ngày chị nhận được hàng nha. Chị cho em họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày tháng năm sinh để chị Hương xin tên cho chị nha. Nelson ơi, xin tên cho chị được luôn nha chị, 300 ngàn. Dây phong thủy xin tên cho chị luôn nha. Chị cho em địa chỉ, họ tên, số điện thoại nha. Đừng có điện thoại mua hàng, cái nhà con lúc nào cũng như cái chờ. Đó, như một cái chợ. Em ơi, hàng của đang đang gần sắp hết hàng nha em. Em có đặt sẵn 2 chai cho em. Đặt gì vậy? Gọi đi. Còn tiền máy hết tiền máy mình hả? Còn nè. Dạ alo. Em là nhân viên bên chị Hương, với chị cho em hỏi chị đặt cái gì vậy? Tóc dày rồi ngồi vuốt hoài vậy bà. Nếu xin ơi, đặt gì thì để lại số điện thoại nha nhân viên, em sẽ tư vấn cho chị nha. Dạ chị cho em họ tên, họ thiệt nói đi, xin chị để em chốt hộp gỗ cho chị nha. Cảm ơn chị nha. Chị ơi, chị Hương Hồng. Một túi tiền cho chị. Ủa anh xe khi nào được có? Dòng là đeo mãi mãi nha chị ơi, không có thời gian gì hết nha. Em lấy đồ đi. Nếu chị muốn tốt thì 2 năm chị lại chị thỉnh một lần nha. Nó dài xuống đây luôn hả? Dạ vậy nha luôn hả? Số họ đâu? Mẹ có 22 548 2779 Không thị. Dạ chưa đeo. Chưa thỉnh chị. Bây giờ mẹ biết có đeo phong thủy gì cho em để đem đi chị. Xin Nguyễn ơi, lấy cái gì để cho số điện thoại nha. Có tay đó này nè, áo hùng trắng. Cái này áo hùng xì đồ. Áo bữa mua cái gì vậy? Soạn cho em chừng 3 cái áo được rồi. Với lại mấy cái này sơn cho chị 300 nha. 300 thì sợ hơi đủ không? Không lên tóp thôi, để lại chị luôn nha bạn ơi. Ờ, lấy cho em một bộ đồ dài. Bộ đồ mà chị biết bộ đồ một cà phê không? Bộ đồ cà phê chị bỏ cho chị làm mà là xếp giúp cho chị cái gì không thị. Bộ đồ cà phê với cao phát nhiều bỏ luôn này. Cái gì áo gì? Áo ghiền đúng không? Nó được cho em. Đồ chiếc sẵn cho nó đồ bay chưa? Hả? Sẵn cho nó mới cho cái là cái sau một lần. Tại vì nó phải cướp hàng đi đọc. Đi với mày đi mốt. Mốt giờ tao lấy cái nào mấy chị muốn thỉnh hàng bên chị Hương á thì để lại họ số điện thoại, địa chỉ, để họ tên, ngày tháng năm sinh, mấy giờ chị Hương sẽ xin tên cho mọi người nha. Bạn ơi, nếu má bà bạn có điên thì bạn về bạn đưa má bạn vô Hàm Tân nha. Ủa lộn, đưa vô bệnh viện tâm thần nha, chứ sao bạn nói với lại mình làm cái gì vậy bạn? Có khăn của chiếc chưa? Lấy một đống khăn. Em ơi, nếu em tóc ít á thì em xịt cái chai này lên thì nó sẽ tóc em sẽ mọc nhiều hơn nha. Rồi với lại quần xì của em 2 ba cái nè. Dạ rồi. Thủ cái áo thùng như này 2 ba cái quần sọt. Dạ.
hai cái quần sọt cũng được, mà lấy hai ba cái quần được. Quần sọt có cái màu nâu với chị đâu. Hôn non top ơi, để lại số điện thoại nha bạn. Không được chị luôn. Hôn non top rồi. Còn đồ mà đem đi theo chị lấy cho em cây dễ chân mày hay gì đó thôi, em không dám mi rồi tại vì có nó đâu mà không biết được. Sữa của nó, bình sữa của nó. Không, ngày mai tối nay em đi Vũng Tàu rồi anh ơi. Cho nên hôm nay là live bữa cuối rồi để nói chuyện với mọi người. Coi chị chốt hàng chưa nha. Vậy nói với nhỏ này. Tối nay chị đi Vũng Tàu, ngày mai qua qua làm bình thường nha. Dũng mở cửa cho cưng nha. Coi 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 hàng cái đã. Son có nhớ giá không vợ? Cây này 70 nè. Cây này bán 70. Tổ ba phụ. Cây này bán tặng cho tao luôn, là cho 100.000 thôi. Còn cây kia là 120 nha. Này vừa bán vừa cho. Sợt tóc hết rồi phải không mấy đứa? Sợt tóc hết chưa? Hết rồi chị. Còn mấy chai à? Cầu Mai Lĩnh. Hà Đông Hà Nội. Trời ơi bạn ơi, bạn muốn đi Phật với má bạn thì bạn về bạn Phật với má bạn đi. Sao bạn nói lên trên đây như làm gì vậy? Có cái gì để em có người yêu không chị? Ê, tớ cần cậu. Lại 294. Khôi ơi, mai qua nha Khôi. Tại vì chút tối nay chị đi Vũng Tàu rồi, mai qua làm việc với mọi người nha cưng. Thủy Nguyễn ơi, chị muốn mua combo hồ ly á. Muốn người ta cho chị thì chị thỉnh combo hồ ly đi nha chị. Xuống hành đoàn cho ba đi. Họ vô con gã nó uống rồi cho ba. Tối nay con đi Vũng Tàu rồi, mai qua ăn cơm nha. Tối nay đi Vũng Tàu ngày mốt về. Mai ba qua ăn cơm bình thường đi, có mấy mai sơn rồi bên đây có đóng mà. Ăn đi. À, ăn đi, em ăn rồi đồ của vú qua nấu ăn sao được. Nhiều người đồ đó tiền thái được nhiêu không? 144. 144.000 thôi. Ờ. Là tiền là bây giờ là 105 triệu. Đây 144.000 thôi. Chú lấy 4.000 bỏ túi vô. Nè, cái này là 4.000. Con gạt đâu, hỏi vô gạt đâu. 4.000 cái bán 100 mà buộc vậy đi đi. Không để chung gì nó sao đâu. Tiền à, cũng của con xài không mà nó hay. Là máy chạy rồi đó. Ừ. 144.000. Rồi này là 4.900 lẻ. 4.001 phải không? Rồi đủ rồi phải không? Ờ. À, cảm ơn ba. 108. Có lấy không? Không. Hồi chơi vậy lấy không có. Thu hút tiền và tình duyên là một túi tiền nha em. Chẹp đi vô đi bác Hoàng. Chẹp vô. Bao nhiêu vậy chị lấy gì em? Con bồ lầu đi hết hàng rồi em ơi. Chị đặt được thôi. Hết hàng rồi, không còn hàng nữa. Mất kiến gì đâu có dòng đâu. Chị hết cận rồi, chị bắn ra xe rồi. Chắc chị bị Vũng Tàu chơi. Chị Hương ơi, sao chị không dẫn em đi chơi? Mai mốt chị sẽ đi. Đi ai coi nó nổi. Còn coi nó, bây giờ mà Vũ ảnh nó đâu chịu, nó xấu mà con ảnh nó mới đi. Không chịu ai hết trơn. Nó đòi con không mà hỏi cái qua. Giờ tự nhiên nó đòi con không ai biết nó. Chắc con ảnh nó đi luôn. Hết hàng bán rồi coi. Đủ má tặng Khôi nó chửi rồi. Đủ má chị tặng ghiếc hết hàng bán. Anh Khôi ơi nhớ Thùy Nguyễn có lấy em. Ngày mai qua đi nha Khôi. 19 tay là hàng nó sẽ về tới Việt Nam nha. Thầy đang sơn đang chị chú 19 tay về tới. Còn hiện tại bây giờ hết hàng không còn gì để bán hết đó. Bây giờ bên mình chỉ còn có combo vàng lá bồ đề với dòng phong thủy thôi. Ngày ra không còn cái gì hết. Mấy bạn khỏi mua nữa. Tại vì còn hàng nó đâu mua hết hàng luôn rồi. À nếu mà ngày mốt mà hẹn nó về 19 tay mà nó về sớm mà chị vô về tới thì đợi chị về nha. Tại vì sáng 19 là chị lên. Nhắn tin với ai cựu quại má. Cái bạn em mua đồ chị Ương tặng em bó đũa. Gỗ thiệt. Trường luôn bỏ 50 đi chị. Nhiều đơn nè. Giỏi quá. Nếu qua lại đầy sơn đi cô. Dạ. Chị tắt lại cái nơi gì vậy? Tắt lại. Mất kiến thì biết ta phải giành giật lắm tao mới có được. Bồ nói người khác nghe là combo hồ ly đó em. Nhưng mà hiện tại đang bị hết hàng rồi. Bye bye mọi người nha. Mình phải đi rồi. Hẹn gặp mọi người vào 19 tây. À tối mai em gái mình sẽ like son. Mấy bạn có muốn coi son thì vô với nó nha. Bye. Yêu nhiều.